5 điều độc lạ bá đạo chỉ có ở Việt Nam. Tiếng Việt nâng cao. Chúng ta đều biết tiếng Việt còn khó hơn phong ba bão táp, đặc biệt là với các du khách Tây. Thậm chí có ăn nằm ở dề ở Việt Nam bao lâu cũng khó lòng có thể hiểu hết. Phải nói là vô cùng lú nếu hỏi bất kỳ vị khách Tây nào nếu từng đến chơi hoặc sống lâu năm ở nước ta. Thế nhưng, không chỉ dân Tây, người Việt dân mình thậm chí cũng chả hiểu gì với những ngôn ngữ tiếng Việt nâng cao. Nếu chưa tin thì anh em có thể thử check qua đoạn video ngay sau đây nhé. Vừa rồi vừa qua đây đang gặp hai mẹ con thằng con này tầm 11 tuổi tót trột đá như mình chỉ mà quẩy xỉnh gớm. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Ngay cả với những người dân miền Trung thì đoạn độc thoại vừa rồi, có lẽ nếu không được anh em dân bản địa giải mã thì chắc chắn đó vẫn là một bí ẩn. Đấy, thế này còn làm khó người Việt, huống hồ gì các anh Tây. Sống ở Việt Nam lâu năm, hiểu được tiếng Bắc, tiếng Nam là đã đỉnh lắm rồi. Thế nhưng mà nếu khó quá thì bỏ qua, chưa xem đến đây, tô một cũng sắp tiền đình đến nơi rồi. Chắc tôi chỉ đoán, một lý, chủ tịch kinh cố ngảo này là rung rung. Hả? Có anh em nào miền Trung thì Việt sắp dùng với tô một chúng mình nhá. Thế nhưng mà, miền Trung nâng cao 1 thì tiếng Quảng Nôm cũng nâng cao 2. Ừ thì cũng hiểu sương sương, thế nhưng mà nghe vừa phải, đăm đăm nhìn sắp, nếu không thì sẽ như gà mờ, chả hiểu cái gì luôn. Nước trẻ là thằng mình nước khôi chứ đấy. Đen đi uống nó cứ đánh nguột. Nói chung thì tiếng Việt nâng cao cũng chỉ sương sương nhiêu đó thôi. Hiểu thì chịu mà không hiểu cũng chịu. Những món ăn với tên gọi bá đạo. Đây có lẽ là phần yêu thích nhất của top 1 chúng mình. Lý do vì sao ư? Thì đơn giản là liên quan đến ăn uống, ẩm thực. Nhưng mà đã gọi là độc lạ thì nó không hề đơn giản đâu. Bởi trải dài trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta, có rất nhiều nhà hàng, quán ăn đã vắt óc nghĩ ra những tên gọi độc đáo cho các món ăn mang vào thực đơn để gây ấn tượng với thực khách. Đặc biệt là những vị khách Tây vừa mới trải qua lớp tiếng Việt vỡ lòng. Nếu chưa tin thì ngay sau đây, hãy cùng với chúng mình tham khảo danh sách những món ăn có tên hài hước, độc lạ nhất khiến cho thực khách ăn một lần rồi nhớ mãi, thậm chí là mất hình mất tiếng vì bất ngờ. Không chỉ gà, heo, thú rừng mà mấy bài hát nổi tiếng của Việt Nam cũng được chủ quán cho vào menu này. Đây chắc chắn là menu gây hoang mang, choáng váng nhất cho thực khách Việt Nam lẫn cả khách Tây. Chưa hết, nhà hàng này cũng rất sáng tạo. Nào là món nhái mặc áo phao, ốc đồng nhả ngọc, tiên nữ tắm bùn, áo choàng hoàng tử. Có ai nhanh trí đoán ra được mấy món này là gì không? Chắc là phải mất tiền order xong mới biết được. Chứ gây lú, tò mò thế này thì chắc gì hỏi mà nhân viên đã trả lời thật. Ai cũng biết, Ngọc Trinh là nữ hoàng nội y mà cho dù Gen X hay là Gen Y đời đầu, hay thậm chí là Gen Z vừa mới bỡ ngỡ ra đời đều mê mẩn. Thế nhưng tại sao người đẹp này lại có tên trong thực đơn của quán? Đã thế lại còn Ngọc Trinh hầm xả. Quán ăn này cũng không kém cạnh, menu gì toàn là những thán từ nhạy cảm, hết sung sướng mê tơi lại tới tan tành giấc mộng. Nói thật là đọc xong cái thực đơn cũng cảm thấy hú hồn chim én luôn. Và còn ti tỉ các món độc lạ khác mà rất rất nhiều quán ăn, nhà hàng sáng tạo ra nhằm thu hút các thực khách ghé thăm. Cái này thì nói thật là nhân danh một người Việt hàng real như mình còn lú, chứ nói gì đến các anh chị Tây. Nhiều món nghe sang chảnh mỹ miều, thế nhưng mà không biết nếm thử thì vị sẽ thế nào. Còn các bạn có đoán ra được món ăn có tên độc lạ ở trên là món gì không? Nếu có thì không biết là các bạn đã thử hay chưa? Nhớ chia sẻ lại cảm nhận của các bạn xuống dưới phần bình luận nhé! Mua một ly cà phê sẽ được tặng kèm với trà đá. Có thể ai cũng thừa biết thì Việt Nam chúng ta là một trong những nước sản xuất cà phê lớn nhất nhì trên thế giới, nên du khách nước ngoài khi đến Việt Nam đều mong muốn được thưởng thức qua cà phê. Bên cạnh cà phê đen, cà phê sữa thì nước ta còn có món cà phê trứng với hương vị béo thơm đặc biệt. Thế nhưng không chỉ mê cà phê, các du khách nước ngoài còn mê mẩn độ sộp của các quán cà phê ở Việt Nam ở một điểm thú vị liên quan khác. Đó là còn có rất nhiều quán, khi khách hàng order một cốc cà phê thì được bonus thêm một ly trà đá mát lạnh. Rất nhiều khách Tây vô cùng thích thú với điều thú vị này ở Việt Nam. Tuy nhiên thì không phải nơi nào cũng vậy. Điều này được cho là phổ biến nhất ở Sài Gòn. Hoặc nếu ở miền Bắc Hà Nội thì phổ biến hơn vẫn là các quán ăn. Trà đá tự phục vụ khi vào các quán ăn, hoặc thậm chí nhiều quán chiều khách còn lấy luôn khi khách vừa đặt mông xuống ghế. Dĩ nhiên là top 1 chúng mình chỉ nói hầu hết thôi, còn một số nơi vẫn cho trà đá vào menu thực đơn, có giá cả đàng hoàng. Thế nhưng cũng chẳng thấm là bao, quán nào căng lắm thì chỉ 5.000 là cùng. Rõ ràng rồi, ngay cả khi ngày càng nhiều em học sinh sinh viên chuyển sang uống trà sữa trân châu thì trà đá Việt Nam sẽ không bao giờ lỗi mốt. Bởi nó thường là thức uống rẻ nhất, tiện nhất, giúp giải khát và tỉnh táo cực tốt.
Nhiều anh chị Tây vì quá mê mẩn dịch vụ xồm này mà cho rằng mỗi ly trà đá đựng được trong cốc thủy tinh ở Việt Nam đều có khả năng cứu thế giới khỏi một chai nhựa không cần thiết khác. Và điều đó cũng có thể coi là một siêu năng lực. Thế này bảo sao, nhiều người vì quá yêu Việt Nam và yêu trà đá vỉa hè đều đem lòng yêu mến và gọi trà đá là anh hùng đúng không nào? Nhưng mà nếu không có trà đá thì hầu hết các quán cà phê ở Việt Nam nói chung đều phục vụ không giới hạn các vị trà khác nhau nếu như khách hàng ghé vào quán và chờ order ly nước yêu thích. Phải nói là Việt Nam mình siêu chiều khách đúng không nào? Mình thì cũng chưa có dịp đi nước ngoài nên không biết bên đó ra sao. Có ai ở đây có thể cho mình biết được không? Nếu mà nước ngoài cũng như vậy thì chắc hẳn Việt Nam chúng ta còn nhiều điều níu chân khiến cho khách Tây mê mẩn đến vậy đúng không? Và chắc chắn không thể thiếu đi một điều thú vị ngay sau đây. Khiến khách Tây được hòa tan như một người Việt Nam thực sự. Có thể nhiều bạn đã từng được nhìn qua bức ảnh này. Anh Tây này đã hot dần dần trên mạng xã hội bởi anh đang làm một cái chiếc nghề rất Việt Nam, đó là nghề xe ôm. Thế nhưng, liệu có phải anh ấy đúng là xe ôm hay không? Sau khi tìm hiểu thì hóa ra, xe ôm không phải là công việc part-time của anh ấy để trang trải tiền học phí hay mưu sinh ở Hà Nội, mà đơn giản, anh đi làm vì đam mê. Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Hà Nội, anh Tây này đã làm việc cho một kênh truyền hình ở Việt Nam. Và làm xe ôm là bởi anh muốn được trải nghiệm những điều bình dị nhất ở người Việt. Đồng thời cũng là để anh có thêm thời gian trải nghiệm, phục vụ cho công việc của mình. Nói thật thì, dù anh chỉ diễn, thế nhưng mà phải nói rằng anh đóng rất đạt vai, từ outfit cho tới dáng vẻ, rất gì và này nọ, giống mấy chú xe ôm Việt Nam. Thế này thì dám cá, hẳn là anh đã có nhiều đơn đặt hàng lắm nha. Đáng yêu thế này thì ai mà không ngồi sau để ôm cơ chứ. Thế nhưng được biết, điều khiến anh hạnh phúc hơn cả là rất nhiều người tin tưởng vào tay lái của anh. Bởi Hà Nội là một thành phố với hệ thống giao thông vô cùng phức tạp, đến tầm cao điểm thì cứ phải gọi là ối rồi ôi. Mà không chỉ mê nghề xe ôm Việt Nam, anh Tây này còn mê luôn Bác Hồ của chúng ta. Vì quá mê lịch sử Việt, mê Bác Hồ mà anh đã tậu ngay một chiếc bật lửa in hình Bác. Thật là tự hào đúng không nào? Không biết là trải qua kha khá năm, anh Tây liệu còn sống ở Việt Nam hay không? Rồi không biết là anh còn đam mê chạy xe ôm nữa hay không để tôi một chúng mình búc một cuốc ngồi sau cái nhở. Mà không chỉ riêng anh này đâu, anh Tây đẹp trai như tài tử Hollywood này cũng không kém cạnh. Cũng là chạy xe ôm vì đam mê, nhưng mà đam mê của anh là phượt. Âu cũng là chạy xe ôm để kiếm tiền đi phượt vì quá mê mẩn cảnh đẹp Việt Nam đây mà. U là trời, đẹp trai thế này thì chị em có búc ầm ầm ấy chứ. Thao túng anh Tây chỉ với một thứ siêu lợi hại. Nhắc đến những thứ của Việt Nam mà vươn tầm thế giới thì chắc hẳn ai ở đây cũng có thể kể ra cho mình một danh sách dài dằng dẵng. Nào là ẩm thực, cao sao vàng, thậm chí là đồ vàng mã như anh Tây đình đám gần đây. Thế nhưng có một thứ đáng tự hào hơn, đó chính là bộ đồ bộ đội Cụ Hồ. Và anh Tây này là một ví dụ điển hình. Đó là một anh Tây với niềm đam mê cháy bỏng đối với quân phục Việt Nam, ấm về nước để mặc làm này làm kia. Thế nhưng nếu biết được lý do thực sự của đam mê này thì có lẽ anh em sẽ phải dở khóc dở cười vì độ lầy của chị vợ anh Tây. Được biết, sau khi lùng sục 7749 nơi thì chị vợ Việt đã tìm ra cho anh chồng Tây một bộ đồ, bộ đội vừa dáng người của anh. Thế nhưng, sâu cay nhất có lẽ là màn thuyết giảng cho anh một triết lý rất liên quan đến bộ đồ này. Chị nói với anh rằng, ở Việt Nam, người ta chỉ sản xuất bộ đồ này cho những người chăm chỉ, cần cù lao động. Còn với những người lười biếng thì không được mặc. Thế là sau khi xách tay bộ đồ về nước, anh Tây này đã mặc em nó mọi lúc mọi nơi và chăm chỉ một cách bất thường. Đến mức chị vợ gọi vào ăn cơm trưa cũng không thèm vào mà vẫn miệt mài trẻ củi. U là trời, mới có thế thôi đã ngoan ngoãn nghe lời vợ. Thế này chị vợ bảo học 5 điều Bác Hồ dạy, có khi anh cũng thuộc luôn chỉ trong vòng một nốt nhạc chứ chẳng đùa. Riêng tôi một chúng mình thì thấy rằng chị vợ đúng là đỉnh cao, thao túng tâm lý anh chồng thành công rồi đấy. Thế nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng bộ đội Cụ Hồ rất là lợi hại đi. Giá mà ai lười lười, xong mặc bộ đồ này cũng chăm lên thì tốt biết mấy. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những điều độc lạ, thú vị made in Việt Nam khiến cho không chỉ Tây mà người Việt hàng real như chúng ta cũng phải há hốc mồm vì độ bá đạo có 102 của chúng. Các bạn ấn tượng nhất với điều gì? Hãy comment xác nhận ngay nhé! Và nếu các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay thì đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!